cái tên ma sói đáng chết này. Cái gì thế này? Mình đấm có một cái thôi mà hắn ta nổ tung luôn rồi. Ơ kìa, cô đi, cậu có sao không? À, lửa nóng quá. Ủa, cậu anh đang cầm gì lên tay thế? Lá bài đặc biệt à? Thợ săn. Cậu là thợ săn thiệt hả? Tôi đã dụ hắn vào đây để bắn vào hắn. Nhưng mà có vẻ tôi hơi bất cẩn nên đã bị cắn rồi. Bị cắn, tức là 100% chết. Chúng ta là không có cách nào để cứu cậu ấy à? Rất tiếc là không. Thôi cũng được. Dù sao thì tôi cũng đã giúp mọi người giết con sói rồi phải không? Có thể mọi người sẽ rất là ngạc nhiên khi tôi nói điều này. Hồi nhỏ, tôi vốn không thích âm nhạc, cũng như là đàn violon. Nhưng mà người anh trai của tôi là một nghệ sĩ violon tài ba, được đi lưu diễn ở khắp nơi và có học bổng cực kỳ lớn. Tôi thật sự có hơi ghen tị với anh trai của mình. Bởi vì thế, đó là lý do tôi ghét violon. Thực ra thì tôi cũng từng chơi thử vài lần, nhưng mà do khó quá nên tôi đành bỏ cuộc. Và thế đấy, tôi nghĩ rằng là mình sẽ có một cuộc sống bình thường và cắm cúi vào sách vở để học tập. Nhưng mà... có một điều không ai xảy ra. Anh trai tôi trong một lần đi lưu diễn đã gặp tai nạn giao thông, vết thương cực kỳ nặng và bác sĩ đã phải phẫu thuật 2 giờ liền. Thật may mắn, anh trai tôi đã qua khỏi, nhưng lại mất đi một thứ. Đôi tay của anh tôi đã bị liệt hoàn toàn, không thể hoạt động được nữa, đồng nghĩa với việc chơi đàn violon đã bị chấm dứt. Mặc dù ngày trước tôi có ghen tị với anh mình, nhưng giờ đây tôi cảm thấy thương cảm cho anh ấy. Mất đi thứ mà mình yêu quý nhất thật là đau lòng. Tôi nghĩ rằng là mình phải làm gì đó khiến cho anh vui. Tôi đã làm thứ mà trước giờ chưa từng nghĩ tới, đó là chạm vào chiếc đàn violon. Với sự hướng dẫn của anh trai mình, tôi càng ngày tiến bộ hơn ở môn nhạc cụ này. Cũng vì thế mà anh trai tôi cũng quên đi sự mất mát và vui vẻ hơn trước. Một thời gian sau, tôi tiễn anh tôi sang nước ngoài định cư, cũng có nghĩa là tôi không cần phải luyện đàn với anh nữa. Nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn giữ thói quen luyện đàn mỗi ngày một mình. Có khi là tôi đã yêu thích thứ nhạc cụ này rồi. Thật không ngờ đây là thứ trước đây tôi đã từng rất là ghét. Anh tôi nói đúng, âm nhạc là thứ xoa dịu tâm hồn chúng ta, đưa chúng ta qua những cung bậc cảm xúc, một làn gió thoảng qua đời người, một cơn mưa lụp rụp dai dẳng, hay là một ánh nắng mùa xuân tươi mới. Tôi có thể cảm nhận được tiếng đàn violon đã cho tôi một cái nhìn mới về thế giới xung quanh. Nó đẹp lắm, có thể nghe được, nhưng không thể nào nhìn thấy được. Ước mơ của tôi là đổ vào trường đại học âm nhạc và trở thành một nghệ sĩ violon thực thụ. Một ý chí tuổi trẻ và nỗi ước mơ đi xa, thật là đáng khâm phục. Buồn thật, nhưng mà vấn đề là thợ săn của chúng ta đã hy sinh rồi, tình thế có vẻ khó khăn hơn trước. Virgo, sao giọng cậu nghe manly thế? Các ngươi nghĩ rằng là ta chết thì mọi việc sẽ kết thúc sao? Không, ta sẽ khiến cho các ngươi gánh chịu hậu quả nặng nề. Ôi, mà sao ánh sáng, hắn ta hồi sinh tới lại à? Không phải đâu, hắn ta lơ lửng và trong suốt, có thể là linh hồn của hắn thôi. Trước khi ta chết hoàn toàn, ta sẽ vận dụng hết sức mạnh của mình để gây khó dễ cho các ngươi. Jackie, ngươi còn nhớ cái hôm ta lùi lại thời gian ban ngày cho ngươi chứ? Hả? Cái gì cơ? Jackie, cậu đâu rồi? Jackie, cậu bị phạt vì không đến lớp kìa. Phải rồi, hôm đó mình cảm giác thời gian nó rất là kỳ lạ, nhưng mọi người lại thấy rất là bình thường. Phải, hôm đó là ta đã dùng năng lực ấy để cho ngươi thêm thời gian ban ngày, mục đích là để thử nghiệm. Và bây giờ, ta sẽ lấy thời gian đó và tặng cho người bạn của ta, Macaron bác sĩ. Có nghĩa là sao? Lần đầu tiên ta có một trải nghiệm chiến đấu vào ban ngày, cảm giác thật là mới lạ. Hả? Cái tên Macaron ấy đang đi lại với ban ngày kìa. Các ngươi chưa từng chiến đấu với Macaron vào ban ngày có phải không? Giờ thì cứ tha hồ mà thưởng thức đi nhé. Đây không phải là cuộc chiến nữa, mà là một cuộc đọ sức. Ai nhiều sức khỏe hơn là sẽ thắng. Để xem bạn của các ngươi, hoặc là anh chị em của các ngươi sẽ chết thế nào. Im miệng nào. Hắn đã bị tăng biến rồi. Tôi mà sao lại bị đánh bại? Nhưng mà... Nào nào, các ngươi hãy lo chuyện đi chứ. Hay là các ngươi đang bận ngủ trưa đấy hả? À, các cậu đây rồi.
trời đất, mọi người vẫn còn đang ngủ hả? Vậy đi nè, Huy Anh, anh đi, mày ra nữa. Không, chỉ còn mình còn thức thôi. Không biết hắn ta đang làm gì rồi. Ồ, hắn ta vẫn còn đứng đó à? Hay là mình trốn đến tối nhỉ? Lúc đó là mọi người đều tỉnh dậy, sau đó rồi hội đồng hắn luôn. Chứ bây giờ mà xông vào thì thốn sức lắm. À ha, phát hiện ra ngươi rồi Yaki. Ôi, không xong rồi, phải trốn thôi. Hey. Ủa, sao mà không di chuyển nhỉ? Ôi, mình vô tình dịch chuyển mọi người xuống chỗ có tên Macaron rồi. Ồ, cái gì đây? Ngươi tặng quà cho ta hả Yaki? Cảm ơn nha. Để coi, mình nên thấy diện ai đầu tiên đây? Hay là... Dừng tay lại. Ôi da, ái chà, cuối cùng ngươi đã chịu xuống rồi à. Hãy nghe đây, chính đây ta sẽ tiêu diệt ngươi vào hôm nay. Hey. Hả? Có gì thế này? Ngươi đâu rồi? Ngươi đã thấy chén ván với kỹ năng này của ta chưa? Hãy nên nhớ một điều, đừng bao giờ xem thường người Enderman. Vậy ư? Ôi da, cái quái gì thế này? Tại sao lại? Ngươi không ngờ ta lại bắt kịp tốc độ của ngươi phải không? Đó là nhờ ta uống thuốc tăng cường giác quan đấy. Trời ạ, có thuốc đó nữa sao? Hả? Ngươi làm trò con bò gì thế hả? Ta không bỏ cuộc đâu. Dịch chuyển. Câm lặng. Sao? Hồi nãy ngươi nói gì cơ? Ngươi anime thế nào nhỉ? Nghe nó mạnh lắm phải không? Đương nhiên là mạnh rồi. Ta yếu mà còn ra gió hả? Nên giờ là thí nghiệm rồi. Bàn mổ đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì ta còn dụng cụ. Y tá đâu? Tôi đã có mặt, thưa bác sĩ. Đã đến giờ mổ rồi, công việc có cô rồi đấy. Hãy làm đi. Rõ, thưa bác sĩ. Ôi không, tôi đề mình rồi. Hãy cùng nhau thử vận may với Yaki nào. Vòng quay may mắn với quay 1 trúng 10 cực đỉnh, cơ hội nhận lên đến 9999 kim cương. Mua ạc FIFA giá rẻ tại shopyaki.vn. Mọi người, cứu tôi với. Ôi không, mọi người vẫn còn đang ngủ. Mà sao chết tại đây sao? À, đúng rồi. Vivian, cậu là cái đầu yếu như sơn. Có giỏi thì chạy solo với tớ nè. Hả? Ta vừa nghe hát từ solo. Ok, solo cái bù. Hả? Anh đi, cái đầu Enderman màu xanh yếu ớt. Màu tím mạnh hơn màu xanh nhiều. Hả? Ta không có yếu. Tóc biến chạm. Ha, chết tôi rồi bác sĩ ơi. Không thể nào, nhân viên của ta. Các cậu làm tốt lắm. Hả? Ủa Yaki, cậu bị làm sao thế? Yaki, ta nhớ câu mày vừa nói lúc nãy rồi. Ra đây solo nào. Nhưng mà tớ bị kê rồi, không đứng dậy được. Được lắm, ta không thể chủ quan được. Hả? Hắn làm tiếng là phải dân ta kìa. Sao lên nào. Ha! Người này làm cái trò gì thế? Cái gì vậy? Ở đâu ra một đống kiếm thế này? Không gian kết giới. Tất cả những thanh kiếm này sẽ luôn chỉ về người và sẵn sàng lao đến người, xuyên qua da thịt đến từng vị trí trên cơ thể. Đúng thật, mấy thanh kiếm này chỉ về phía ta nè. Hả? Kỹ năng lần này của Andy hơi khác so với lần trước. Khai triển.
lợi hại quá. Xong rồi. Hả? Hắn ta vẫn còn sống ư? Wow, mày bị gì ấn tượng đấy? Chỉ ta có sạc kiếm với. Hắn ta không hề hứng gì cả. Đó là do mày yếu quá thôi. Cứ để cho tao. Sao hả? Cũng hơi đau đấy. 2-1, chẳng công bằng chút nào. Ta bực mình rồi đấy nhé. Chuyện gì thế? Hai cậu có sao không? Ta không sao, nhưng mũi cắn thôi thế mà. Hả? Cái gì đây? Cái này là ống kim tiêm thì phải. Hình như hắn ta vừa dùng thứ này và chích vào da của chúng ta đó. Hả? Thôi sao? Ngươi đã chích cái gì về họ thế? Cơ thể của ta nó tự động di chuyển nè. Ta cũng thấy. Ủa, sao mình lại tự động rút kiếm này vậy? Trời, các cậu bị làm sao thế? Dừng lại mau. Cái gì? Hả? Không, anh đi, Vivian. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bọn họ vừa tôi diệt lẫn nhau sao? Đó là do ta chích một liều thuốc hoang tưởng, khiến cho cơ thể đạt vào trạng thái quá khích, bạo lực và sẽ tấn công một người nào đó gần nhất. Thật là vui khi thấy bọn dân làng tiêu diệt lẫn nhau. Trời ạ, sức mạnh này, vậy mà hắn lại sẽ hạn chót ư? Đó là do hồi trước ta bận chế tạo thuốc nên không có thời gian để đánh nhau thôi. Vì thế ta không thể nào thăng hạng được. Nhưng giờ thì ta đã có nhiều loại thuốc siêu mạnh rồi, cho nên trận này ta chắc chắn được thứ hạng cao hơn cho mình xem. Chuyện gì xảy ra thế? Con bé kia tới dậy rồi. Hay là ta chích một liều nhỉ? Ta muốn xem hai đứa bay tiêu diệt lẫn nhau như hai thằng hồi nãy. Maya cẩn thận. Hả? Cái gì? Maya, con hãy chạy vào trong đi. Hả? Ta hiểu rồi. Người chạy đi đâu hả? Muốn tấn công người khác phải bước qua xác của ta đã. Kho báu. Cái bán đồ kho báu này dễ hiểu quá. Mình giải mãi được nó nằm ở đâu trong trường rồi. Đó là trong thư viện đi rồi. Kho báu chỗ nào nhỉ? Ở đây không có đâu. Ôi không biết giờ kia bị sao làm sao nữa. Kho báu rồi. Ôi không, thật là kỳ lạ. Mình đã lục tung các thư viện này rồi nhưng mà không hề thấy một cái hòm kho báu nào cả. Có khi nào? Để xem nào. Vào 12 giờ đêm nay, kho báu sẽ xuất hiện tại một nơi ngẫu nhiên ở đó trong trường. Bla 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 bla. Mr. Karoko nói ở đây là 12 giờ đêm, nhưng hiện tại mới là buổi chiều thôi, tức là kho báu vẫn chưa đến giờ xuất hiện. Nhưng mà tại sao tên ma cà rồng ấy lại có thể hoạt động vào ban ngày chứ? Virgo? Cậu, có phải là ma cà rồng hay không? Còn cậu thì sao? Người dám cản đường ta. Ta bực mình rồi đấy. Chết đi. Ôi không. Vĩnh biệt. Hả? Kìa, Leo. Đủ rồi đấy Ford. Em ấy làm cái gì thế hả? Em. Cầm mồm, đừng có quan tâm những lời hắn nói. Vậy là cậu chính là dân làng và Ford chính là ma cà rồng sao? Đúng thế. Tôi đã bí mật điều tra một mình từ những lọ thuốc kỳ lạ trong phòng y tế. Cố rơi một ít tóc màu cam của em tôi. Và Ford lại đứa duy nhất trong bốn đứa chúng tôi không chịu tiết lộ lá bài của mình. Benny có kể lại rằng những đêm đi cùng với Ford thì em ấy đi xin đi vệ sinh và Benny phải chờ ở ngoài tầm 30 phút thì đến một tiếng lận. Cái đêm mà tất cả những người được thử bị nhốt ở trong phòng thì đó là do Ford khóa cửa từ bên ngoài, nhốt tất cả những người mạnh đã dễ dàng hành động hơn. Còn nhiều tình tiết lắm nhưng mà tôi không tiện kể ở đây đâu. Anh ba. Ngươi bị cái gì vậy? Đừng bị lông đây nữa. Ê ta. Nào Ford, em hãy bình tĩnh lại đi. Tao không phải là em trai của mày. Từ từ nào, nghe thấy thôi nào Ford. Có gì hãy nói sau nào. Cút, không phải chỉ có ngươi. Ôi không, cái gậy bóng chày của mày bị vỡ rồi. Hey. Dao của tao rồi. Kia rồi. Hey. Ôi không, sao trong bếp không còn một con dao rồi vậy?
Ồ, tuyệt vời. Ta không cần vũ khí, ta đã có thú trong người rồi. Hả? Sao ngươi không hề hứng gì vậy? Hứng? Ngươi đã mắc bẫy của ta rồi. Hả? Ý ngươi là sao? Có thể ngươi không ngờ đến, người Enderman bọn ta có một sức mạnh đặc biệt, chỉ kích hoạt khi mà gặp nguy cấp. Da bọn ta cũng giống như loài rồng, rồng Enderman đó. Nó có độc tố cực mạnh, một lượng nhỏ đủ giết một con voi nặng 2 tấn. Ngươi vừa chạm vào vùng có độc trong cơ thể của ta, thế là hết, ngươi chết chắc rồi. Sao cơ, ta không thể chết tại đây được. Thuốc giải đâu rồi? À, đây rồi. Hả, không, ý, chân của mình. Jackie, cậu còn đứng đó làm gì thế? Hãy mau ngăn cản em ta lại đi, nó đang uống thuốc giải kìa. Hả, gì cơ? À, dừng lại. Ta đã uống thuốc giải rồi, và bây giờ thuốc độc đã tan biến hết trong bụng của ta rồi. Ơ kìa, ôi không. Ta đã đeo găng tay rồi, giờ thì ta sẽ không thể nào bị trúng độc nữa. Ta sẽ xử người đầu tiên. Ủa, gì kì vậy? Sao kì vậy? Hắn ta không bị suy nhê gì cả. Tên ngốc, người đã bị lừa rồi. Hả? Lừa cái gì cơ? Thực chất là trên da của ta lẫn người Enderman không hề có độc tố gì cả. Ta chỉ bị chuyện để ngươi tưởng là bị trúng độc thật nên uống thuốc giải thôi. Và vì thế, số thuốc tăng năng lượng, tăng sự tập trung, tăng cơ bắp, tăng nhiều thứ khác đều đã bị thuốc giải hóa giải hết sức mạnh rồi. Và nhờ ngươi yếu như một con sơn vậy. Ngươi dám lừa ta ư? Uống lại thôi. Thì ra là như vậy. Kết thúc được rồi. Vĩnh biệt. Ngươi đùa ta đấy à? Ngươi có phải thợ săn đâu mà giết ta được chứ? Phải rồi ha. Phải cho đến nửa đêm mới có vũ khí thợ săn được. Làm sao bây giờ? Từ đây đến tối ta còn nhiều kế hoạch khác lắm. Không, em trai à, không có bữa tối đâu. Hả? Chị. Tên con người. Hả? Vigo, còn là thợ săn à? Phải, tớ chính là ăn trộm. Và tớ đã trộm lá bài của cô đi rồi. Nhưng chị hai à, em phải thắng lần này. Tại sao chứ? Chị không thích hành động của em trong thời gian vừa qua chút nào. Em phải thắng, đó là bởi vì đó là vào đêm đầu tiên. Shh, này, nhóc là thợ săn phải không? Thế nhóc có nhận lá thư ma sói này không? Giá là 100.000 đô la, chỉ cần thắng và mang để ước vợ cho ta thôi là ta sẽ trả tiền công cho. Hả? Chú nói thiệt sao? 100.000 đô la, một số tiền quá là lớn. Thiệt, chú đang cần người đi giùm cho con trai của chú mà. Vâng ạ, mà chú muốn có điều ước gì khi thắng thế ạ? Để ta nói nhỏ cho nghe. Chị biết hoàn cảnh của gia đình ta mà. Ông cha dựng cờ bạc thua lỗ nên đã bị bọn đòi nợ đến phá hàng ngày. Giờ ông ta đang ở trong tù nên bây giờ mẹ phải trả tiền cho ổng. Em muốn kiếm tiền giúp mẹ thôi. Chị hiểu mà. Nhưng mà chị không muốn chúng ta kiếm tiền kiểu đó đâu. Em còn nhớ lý do tại sao nhóm chúng ta luôn đeo mặt nạ không? Hai anh ơi, chị Virgo với con buồn kìa. Chị không nói năng gì suốt cả tuần rồi. Đó là do chị đã mất một bên mắt. Chị Virgo cảm thấy tự ti trước mọi người. Chúng ta phải tìm cách nào đó cho gái vui trở lại mới được. À, em nghĩ là cách rồi. Chúng ta hãy che đi khuyết điểm của chị. Và chúng ta hãy đeo mặt nạ che một số phần trên mặt của giống chị đi. Hả? À, em hiểu rồi. Em sẽ kiếm một đôi tay thỏ bông và gắn lên mũ. Chị ơi, em là Benny, cô bé có đôi tay thỏ. Còn em là Ford, bà nạ cáo, hổ báo, trường mẫu giáo. Còn em là Leo, người đeo khẩu trang y tế, phòng chống dịch cô NV. Mày đứa, đang làm gì thế? Chị ơi, đến lượt chị đeo cái này vào đi ạ. Rồi chị hãy xưng biệt danh của mình đi. Hờ, mày đứa đang chơi trò con nít đây à? Chị hãy đeo biệt danh đi. Chị không biết nữa. Nữ hoàng, hải tặc. Không, ngại quá, nghe kỳ quá à. Được rồi, từ nay chị Virgo sẽ có biệt danh mới đó là nữ hoàng hải tặc. Không, chị muốn nói lại tên cơ. Kính chào nữ hoàng hải tặc, khi nào thuyền ra khơi ạ? Ơ kìa, tụi em có nghe chị nói không thế? Được rồi, các em muốn có đứa gì không? Các cậu hãy nhường cho tớ nhé. Ừ, được thôi, dù sao là cậu cũng có công lớn để đánh bại em tôi mà. Nhường lại cho cậu đấy. Mà da có bị phải không?
Đây rồi. Thưa Mr. Carrot, điều ước của em đó chính là...